Bên em tiếp tục ngày hôm nay lại về thêm một cái mẫu đẩy 3 kênh rất là cao cấp em nhé. H3610, một trong những cái mẫu đẩy 3 kênh mới nhất năm 2023, thương hiệu của LX Acoustic. Hàng vừa về xong thì đợt này số lượng về cũng được có 50 con em nhé, để cho em chơi Tết. Thương hiệu của LX Acoustic và con này mặt rất là đẹp. Có 3 kênh, đó là kênh A, kênh B và kênh C. Thì với những cái dòng đẩy 3 kênh này thì nó được thiết kế kênh A, kênh B, nó là mỗi kênh là 600W em nhé. Kênh A 600W, kênh B 600W và kênh C thì nó thiết kế riêng là để cho anh em chơi loa lớn em nhé, tức là loa anh em để chơi loa súp. Thì chúng ta sử dụng kênh C này này. Kênh thứ ba này thì nó lên tới là 1000W. Thì đây là một cái dòng đẩy 3 kênh rất là tốt để cho chúng ta chơi trong cái dịp Tết này. Anh em mà không muốn đẩy đẩy 4 kênh ấy thì chúng ta nên chuyển sang cái đẩy 3 kênh này, rất là cao cấp của bên em. Con này thì mạch class H anh em nhé. Mạch class H thì đây là một trong những mẫu đẩy rất là tốt. Thì vừa rồi em có bóc hộp ra. Hàng này tất cả hàng là hàng hai lớp hộp hết. Hàng hai lớp hộp này chúng ta dùng thì quá yên tâm. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng em nhé. Con này thì nó khá là nặng. Cho anh em xem thông số ở trên cái cục đẩy 3 kênh này. Con này thì con này anh em đấu lối thì cũng như các cục đẩy khác thôi, cũng 1+1- anh em nhé. Đấu ra speak công ấy cũng là 1+1- thôi. Đấy, đằng sau đây, đằng sau thì cho chúng ta thấy là con này là đẩy 3 kênh này. Đấy, đẩy 3 kênh 8 ohm em nhé. 8 ohm này thì nó sẽ là 600+600 và cộng 1000W, ok chưa? Đó, 600 và 1000W. Đấy, thì đây là một cái dòng đẩy rất là tốt. Đấy, nói chung là rất là ok anh em nhé. Hàng này thì rất là ok rồi. Đấy, và em cũng báo giá luôn với tất cả anh em. Cái cục đẩy H3610 này của bên em hiện tại em đang bán với giá là 6.900.000 đồng, bao ship toàn quốc anh em nhé. Đó, đây là một cái giá rất là tốt để cho chúng ta chơi, ok chưa ạ? Thì em sẽ quay chi tiết về cái cục đẩy này một chút. Đấy, con này thì là dòng đẩy size 2U thì được thiết kế là hai cái tay sách này ở hai bên anh em nhé. Ok chưa, rất là dễ để chúng ta sách, đúng không ạ? Thuận tiện. Và đây này, có cái lưới này, này anh em thấy không? Màng lưới bảo vệ quạt chắn gió hai lớp rất là khủng. Bên này cũng vậy nhá, H3610 và chiếc abi, sử dụng chiếc abi. Chiếc abi ok chưa? Theo nhà sản xuất người ta nói đấy, thì con này là nó sử dụng mỗi một vế, đó vế bên bên kênh AB này nó sẽ là 24 sò anh em nhé. Còn đâu cái vế bên chơi súp này, công suất 1000 này, nó sẽ là 20 sò. Thì cái đó nội thất thì để hôm sau đi, hôm sau em sẽ làm, sẽ mở nội thất cho anh em xem. Còn hôm nay thì em sẽ giới thiệu về hình thức thôi anh em nhé, và sẽ test chất âm. Mặt màu đen quá đẹp luôn, anh em thấy con này quá là ok. Và ở đằng sau đấy, ở đằng sau cái cục đẩy, ở đằng sau cái cục đẩy 3 kênh này thì sẽ cho anh em xem. Đây là cổng CS1 này, CS2 này, đúng không? Và CS3, đây là 3 đường input này. Tương ứng với nó đều có 3 cổng linh anh em nhé, 3 cổng linh. Đầu ra thì có sẽ có này, cổng 1, 2 này, chúng ta cắm bằng jack logic hoặc là sử dụng bằng cái cầu xoắn này đều ok. Đó, bên này cũng vậy, CS3 cũng vậy. Đó, rất là dễ dàng anh em nhé. Còn đâu các chế độ gạt ở dưới đây, anh em chú ý cho bên em. Đấy, khi anh em mua về này thì cái chế độ gạt parallel stair ở đây nhá, chúng ta để giữa đây sẽ đánh thành kênh riêng biệt này. Đấy, gạt qua bên tay trái sẽ là parallel là linh kênh nhá. Đó, có nghĩa là mở kênh 1 ra cả kênh 2 đấy. Gạt bridge là chập kênh em nhá, chập hai kênh là 1 thì chúng ta phải đấu kiểu khác, đấu là đấu sẽ là 1+ và 2+. Ở đây này người ta đã hướng dẫn hết rồi này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, stair sẽ là 1+1- anh em nhé, 1+1-, ok chưa?
Đấy, Paris sẽ là đây này. Paris sẽ là 1 cộng và 2 cộng. Đấy. Và ở kênh C, ở kênh C thì con này rất là hay. Anh em thấy nhá, ở kênh C con này có phần cổng súp này. Đấy, súp buffer này. Đấy. Đấy, cổng súp này chúng ta cắt súp ngay trên cái cục đẩy này được. Đấy, anh em mà cắt súp thì chúng ta sẽ gạt sang phần on anh em nhé. Gạt sang phần on thì nó sẽ cắt từ 150Hz. Đấy. Cắt từ 150Hz đổ lên. Ok chưa? Đấy, còn đâu chúng ta mà không chơi súp trực tiếp vào cái cục đẩy này đấy, thì chúng ta sẽ gạt up. Ok chưa? Đấy. Thì ở đây thì em sẽ ngay bây giờ sẽ sử dụng một con lưng tiếng anh em nhé. Đấy, con lưng tiếng TD3000 này. Và sẽ cắm vào cái cục đẩy. Đấy. Hai kênh sẽ chơi ra là mỗi kênh chơi một cặp 30 và một kênh sẽ chơi một quả súp 50. Đó, đấu kênh C này. Đó, dây súp đây em cũng đấu rồi, ở dưới đây rồi. Thì bây giờ sẽ mở lên để cho em cùng nghe. Đây là một trong những mẫu đẩy rất là tốt. Hàng đợt này về rất là nhiều anh em nhé. Hàng này đợt về quá nhiều luôn. Đó, sẽ bật công tắc nguồn lên này. Đó, và sẽ bật công tắc của con nâng tiếng lên. Đó. Sẽ cắm điện vào anh em nhé. Ở đây chưa cắm điện. Có điện rồi. Đây là kênh 1 này. Anh em thấy không? Kênh 1 sẽ chơi ra một cặp loa bát 30 kia. Kênh 2 này. Ở đây. Đó, kênh 2 sẽ chơi sang bên này nhá. Đó. Kênh 1 đây. Đó, kênh 1 sẽ chơi một cặp loa bát 30. Và kênh C này. Đấy, tức kênh 3 này nhá. Em sẽ chơi quả súp. Đó, súp đánh rất là mạnh. Con này thì nó chơi một quả súp 50 như kia thoải mái. Đó, anh em thấy không? Quả súp 50 kia nhá. Đó, quả súp 50, quả súp 40. Nó rất là hợp lý này. Anh em nghe chất âm thế nào ạ? Quá hay đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Thì cục đẩy 3 kênh này anh em mà chơi một cặp full bát 40 nhé. Anh em nào mà chơi một cặp full bát 40 và chơi một quả súp hơi 50 thì anh em nên sử dụng cục đẩy H3610 này của bên em. Quá tuyệt vời. Mạch class tiếng bao sáng cho anh em. Rất là hay anh em nhé. Và đây là đời mới nhất năm 2023 để cho anh em chơi Tết. Một kênh anh em chơi một cặp full 30 hoặc là một quả bát 40. Ok chưa? Nếu anh em chơi full bát 40 một kênh này, anh em chơi một quả loa bát 40 là rất là hợp lý này. Đó. Hoặc là anh em chơi một quả bát 30 cũng được. Đấy, càng hay nhá. Đó. Còn kênh C này chúng ta chơi một quả súp. Đấy. Anh em nghe tiếng
Rồi anh súp, rồi anh rung hết nhà luôn. Đang để rất là nhỏ. Đó, âm lượng đang để chắc chỉ tầm 8 giờ thôi anh em nhé. Chắc chỉ tầm 8 giờ, 7-8 giờ thôi. Đó, ok chưa? Rất là khỏe, rất là uy lực. Con này thì nó nặng có tầm 30 kg em nhé. Nặng tầm 30 kg. Ok chưa? Đó. Thương hiệu LX Aquatic. Ok. Thì hôm nay sẽ ra mắt với anh em cục đẩy H3610. Anh em có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.